Sau cái clip trước em có review cái mã hàng 55QL85B dòng Leo QLED mới của Samsung trong năm 2022 có giá thành xấp xỉ khoảng 34.260.000, thì ngày hôm nay thì em lại tiếp tục quay một cái mã hàng của Sony. Đây là TV sử dụng công nghệ màn hình OLED có ký hiệu là A80G, có giá thành tương đương như vậy. Vậy thì con này nó sẽ có những đặc điểm thông số kỹ thuật như thế nào, và so sánh với cả Leo QLED của Samsung thì nó có những đặc điểm hơn kém ra sao, thì các bác sẽ cùng xem tại video ngày hôm nay. Thì các bác nhớ nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi các clip em quay review cũng như so sánh cập nhật giá thành các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Các bác đang xem A80G phiên bản 55 inch, một trong những dòng TV chạy theo hành Android được ra mắt và giới thiệu trong năm 2021 và tiếp tục sản xuất bán trong năm 2022. A80G là phân khúc TV Android sử dụng công nghệ màn hình OLED thấp hơn A90G, và mặc dù là con này thì nó có cái phân khúc nó thấp hơn so với cả cái con đỉnh cao con A90G trong cái lớp TV có độ phân giải 4K chạy Android. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những sản phẩm rất là xứng đáng để bỏ tiền ra lựa chọn, bởi cái chất lượng hình ảnh được thể hiện ở trên màn của A80G là rất tốt. Và con này thì có một số các cái đặc điểm như sau, em sẽ review lại rất là nhanh để các bác cùng xem, sau đó thì so sánh với cả QL85B của Samsung trong năm 2022. Về cái ưu điểm tóm tắt ở trên dòng A80G thì con này có cái tỷ lệ tương phản gần như là tuyệt đối, cái độ sâu của màu đen các bác xem thì vô cùng hoàn hảo, hình ảnh thì luôn chính xác ở một cái góc nhìn rộng và thời gian phản hồi gần như tức thời cho các cái khung hình có tốc độ chuyển động mượt mà. Thiết kế của A80G thì con này có viền rất là mỏng, viền nó chỉ khoảng xấp xỉ 0.9 cm là thôi. Mã hàng này thì có cái bề dày nó khoảng cái độ rộng nhất của nó khoảng tầm 5.3 cm, và thiết kế ở phía sau lưng được bố trí bằng cái khung nhựa cứng ốp vô cùng vững chãi. Các cái ghép lối thì thể hiện cái độ chắc chắn tinh xảo cho các cái chi tiết thể hiện tại cái khu vực mặt lưng này. Với cái mặt lưng được nhô ra thì nó tích hợp thêm cái hệ thống loa cho cái trải nghiệm âm thanh vô cùng chân thực và sống động. Mã hàng này thì có cái chân đế được bố trí và thiết kế cho 3 kiểu lắp đặt. Các bác có thể cho nó cái tấm màn nó cao lên để có thể đặt được một cái loa sau ba ở phía trước. Thứ hai là các bác có thể là lưng hạ thấp nó xuống đối với các bác muốn xem, muốn đặt tại vị trí các cái mặt kệ ngắn, mặt kệ thấp. Thứ ba là các bác có thể di chuyển cái vị trí lắp đặt nếu như mà cái bề mặt kệ không đủ chiều dài để có thể lắp đặt. Đấy, đó là 3 kiểu lắp đặt chân đế trên dòng A80G. Mã hàng A80G này thì nó có một số các đặc điểm vượt trội, như là có hỗ trợ tới 120Hz với những cái khung hình có tốc độ chuyển động nhanh, chuyển động mượt, thì chiếc TV có tần số quét cao sẽ giúp cho cái trải nghiệm của các bác không bị lag, không bị giật. Và thứ hai cái ưu điểm ở trên cái thằng này đó chính là cái công nghệ tìm kiếm giọng nói không cần cầm điều khiển. Các bác đứng trước TV có thể tự ra lệnh cho TV: OK Google, mở YouTube. Đấy, em vừa ra lệnh mà không cần cầm điều khiển. Với cái tương thích tìm kiếm giọng nói rảnh tay này thì mọi người có thể tương tác với cả TV, ra lệnh cho nó tăng giảm âm lượng hoặc đơn thuần là làm các phép tính toán đơn giản, yêu cầu chỉ dẫn, chỉ đường, dự báo thời tiết, hay đơn giản là yêu cầu nó hát thì con TV nó có thể hát được. Và cái công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay này thì được kiểm soát bằng cái công nghệ cái nút công tắc bố trí ở bên sườn. Các bác có thể tắt nó đi hoặc bật nó lên trong cái quá trình dùng tại nhà. Các cái cổng kết nối của A80G thì sẽ có đủ hết các cổng từ cao cho tới thấp, có cả cổng tai nghe 3.5 để có thể tách được âm thanh từ TV ra loa, ra âm ly, hệ thống dàn vi tính cũ mà không có cổng quang. Và cái bố trí các cổng HDMI bên sườn thì khá là thông minh để các bác có thể là rút cắm ở trong những cái điều kiện không gian chật hẹp. A80G thì có cái độ sâu của màu đen cũng như chất lượng hình ảnh thì có cho cái thể hiện trong những khung hình tối là tuyệt đối. Với cái chất lượng như vậy thì các bác trải nghiệm phim ở trên Netflix hay các nguồn phim có cái nội dung nó
có HDR và cái nội dung 4K thì nó sẽ thể hiện vô cùng chính xác. Con chip xử lý ở trên cái con A80G là cái bộ chip xử lý trí tuệ nhận thức đầu tiên trên thế giới, có cái độ tương phản cao hơn rất là nhiều so với các dòng TV công nghệ thấp hơn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của các dòng TV OLED đó là cái hiện tượng bị lưu hình, hay còn gọi là hiện tượng cháy sáng với những khung hình màu trắng. Các vị trí logo khi mà các bác xem các cái đoạn video hay các bác xem những cái kênh truyền hình theo thời gian thì nó hay bị lưu hình, bị cháy sáng vĩnh viễn tại các vị trí logo đó. Và 2021 thì Sony cũng ra một số cái công nghệ để có thể giảm thiểu cái hiện tượng bị lưu hình do cái thời gian bị cháy sáng như vậy. Bây giờ thì em sẽ di chuyển ra cái vị trí của con TV có giá thanh tương tự như A80G để mọi người cùng so sánh. 34.260.000 và 55QL85B là cái phiên bản mới nhất trong năm 2022, dòng LED QLED cao hơn dòng QLED của Samsung. Vậy thì mua cái thằng A80G hay là thằng LED QLED QL85B này? Đầu tiên thì để có thể lựa chọn so sánh thì các bác sẽ đặt ra câu hỏi là mua TV về cho ai sử dụng, bởi vì cái hệ điều hành tương thích ở trên hai thằng TV này là khác nhau. Một thằng là sử dụng hệ điều hành TizenOS với các ứng dụng có sẵn để các bác tải xuống. Thứ hai là con A80G nó chạy hệ điều hành Android. Với cái hệ điều hành Android thì các bác có thể tùy chỉnh tải, xóa hoặc cài đặt thêm các ứng dụng từ bên ngoài, từ những cái file APK ở bên ngoài vào TV. Còn đối với thằng Samsung thì không thể làm như vậy. Samsung thì chỉ có thể tải những ứng dụng có sẵn mặc định ở trên TV thôi. Với TV Samsung thì sử dụng rất là dễ dàng, bởi vì cái hệ điều hành TizenOS thì nó sâu những cái ứng dụng ra bên ngoài. Nhưng năm nay thì cái điểm thay đổi khác biệt ở trên thằng LED QLED này thì đó là có điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Cái điều khiển ở trên LED QLED thì nó không có dùng pin, và các bác chỉ cần sạc hoặc để ra ánh nắng năng lượng mặt trời ấy ạ, thì cái pin nó tự đầy lên thôi. Và so sánh về chất lượng hình ảnh thì với A80G nó sẽ phù hợp cho các bác ưa thích những cái xem phim rồi những cái khung hình có cái màu đen. Nhưng mà cái khả năng chống chói, chống lóa thì của Samsung đang làm tốt hơn. Cùng với vị trí đặt TV, các bác có thể đứng lệch nhìn, nhưng mà có những nguồn ánh sáng từ hệ thống các đèn bên ngoài chiếu vào thì trên LED QLED của Samsung thì nó sẽ thể hiện tốt hơn, nó không bị chói, không bị lóa giống như trên A80G. Bây giờ em sẽ di chuyển ra A80G để mọi người xem này. Con A80G này đang đặt ở trên một cái cạn đảo, bố trí đối diện với cả cái cửa chính của siêu thị. Nhưng mà khi đó thì xung quanh rất là nhiều các hệ thống đèn LED được chiếu trực tiếp vào màn hình, thì các bác sẽ nhìn thấy cái độ chói đang được thể hiện. Với cái không gian rộng, không gian mở thì các bác nên lựa chọn những chiếc TV như của LED. Còn đối với không gian kín, không gian các bác sử dụng trong gia đình, không gian kín chẳng như phòng ngủ hay là không gian những phòng khách, các bác có hệ thống rèm kín ấy, thì cái hình ảnh chất lượng thể hiện khung hình tối ấy, ở trên A80G nó sẽ thể hiện tốt hơn. Và cái vượt trội ở trên thằng này đó chính là công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Với công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay thông minh như vậy thì cái quá trình các bác dùng, các bác không cần phải cầm điều khiển vẫn có thể tương tác được với TV. Bây giờ em sẽ ra lệnh cho nó tắt thử nhé. Ok Google, tắt TV. Năm 2021 thì Samsung ra mắt cái công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay này. Nó mượt mà hơn, có thể lắng nghe được giọng nói ở cái vị trí xa hơn, không mất công, không cần phải đứng gần giống như trên các dòng TV từ năm 2020 2019 trở về trước. Đây là một trong những sản phẩm có giá thành giảm rất là sâu. Thời điểm cao nhất con này bán khoảng tầm 44 triệu, và cái khoảnh khắc mà em ghi hình tại ngày hôm nay thì giá thành đang trừ về còn 34.260.000, thời gian bảo hành 3 năm. Đấy, thì các bác cần hỗ trợ mua hàng có thể điện trực tiếp vào hotline 0974178586 hoặc là truy cập vào website ecomart.vn để được tham khảo thêm sản phẩm. Cảm ơn các bác.